Đây là đường Nguyễn Thất Đường của quận Bình Tân, tiếp tục ngập dữ dội sau một cơn mưa nữa nha các bạn. Em dắt biết về em đó, cái xe ngâm nước hồi tiêu luôn á. Này bạn trẻ này dắt xe đạp điện, mà xe đạp điện không biết ngâm nước vậy có sao không chứ. Ở đây chiều cường hay nước mưa anh? Nước mưa. Cái chiều cường em nghĩ về chắc chưa quá. Dạ. Là này là nước mưa hả? Mỗi lần mưa là vậy hả? Dạ, vậy là thường là như nước triều cường không có lên nhưng mà nước mưa. Ô tô thì đi vào cũng được các bạn. Nhưng mà như vậy nè. Còn trường hợp sâu quá thì có nguy cơ bị trôi nha các bạn. Không phải là chạy nhanh như anh này. À. Nhưng vậy mấy chiếc xe chạy sau có nguy cơ bị ngã nha các bạn. Đó, đảo đảo liền. Sóng mạnh quá nó đập vô. Rồi. Tắt hết đơn luôn rồi. Chưa tới 3 chiếc. Rồi bên đây nữa. Mới khen xe tay ga, ô xe số chạy được mà giờ xe số nó cũng nín luôn rồi. Bên đây đó. Thấp hồn. Những hình ảnh các bạn đang xem đó là trận ngập lụt vào chiều ngày hôm nay các bạn, do mưa lớn. Cái này là nghe các cô các chú ở đây nói chia sẻ là không ảnh hưởng do triều cường, tại vì triều cường thường không có ngập tới đây. Qua một trận mưa thì khu vực ở đây là của khu phố 3 phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lại ngập như thế này. Hai xe đi tới đây là thường là tới đây là bị chết máy, không di chuyển được nữa, phải dắt bộ. Đây mọi người đi phải lội nước thôi. Đây là con hẻm nào ạ? Đây là đường Nguyễn Thất Đường. Mọi người ở ngoài đi về cũng xe số chạy được các bạn, nhưng mà ngập bô luôn vậy nè. Mọi người cũng phân vân rồi, không biết có nên vào hay không. Các bạn video trước mình đăng thì các bạn nói là không nên vào các bạn, tại vì xe một khi lội nước như thế này nó rất là dễ bị hư. Ô tô thì có thể, ô tô thì đi vào cũng được các bạn, nhưng mà nó vậy nè. Còn trường hợp sâu quá thì có nguy cơ bị trôi nha các bạn. Không phải là chạy nhanh như anh này. À. Nhưng vậy mấy chiếc xe chạy sau có nguy cơ bị ngã nha các bạn. Đó, đảo đảo liền.
sóng mạnh quá nó đập vô. Rồi tắt hết trơn luôn rồi. Mọi người ở bên ngoài để đắn đo không biết sao các bạn. Có thể là chờ ở này chắc khoảng nửa tiếng nữa là nước mới rút. Chạy tới đây là tắt ngay rồi ạ. Phía ngoài kia là đường Kinh Dương Vương, bạn đường đó là cao hơn. Đường dẫn về trung tâm thành phố vào ra bến xe miền Tây. Nước nhẹp quá trơn rồi, qua trời nước luôn bạn ơi. Em quay, em đang YouTube. Hả? Em quay phim. Ở đây có chỗ này là dữ nhất anh. Dạ. Rồi chiếc tay ga này coi sao bạn. Im, qua được các bạn.
Ở đây có một con đường các bạn, đối diện bệnh viện Triều An. Ngập cũng linh láng như thế này đây. Mình thấy mấy cậu kia tới rồi hồi tránh này không biết đi được hay không nữa, mình không dám đi nữa. Mình thấy trong cái chiếc xe đi ra mình như cũng dừng lại luôn các bạn. Này cũng ngập do nước mưa rồi các bạn. Bên dưới hè để chạy được không đây? Không thấy ai chạy hết trơn hả? Hai bến xe miền Tây xéo xéo đó nha các bạn. Đây đường Kinh Dương Dương nè. Các bạn dám chạy dưới đó. Chắc là ngập sâu quá. Cái này như đây, thấy mọi người tránh lên mé trong này nè. Trong có xe ra mà không biết độ sâu như thế nào mà. Ở đây ngập dữ lắm anh. Mà phải không có chiếc xe nào dám chạy ra. Em cũng không dám chạy vô luôn. Dạ. Đếm vòng mấy anh kia. Cũng sâu các bạn nhưng mà cũng chạy được. Bây giờ mình đi vòng qua mé bên kia để ghi hình cho bạn xem các bạn. Đấy, hồi sợ tối rồi. Các bạn, đây là nút giao đường Sinco. Đằng xa đó là xa lộ Đại Hàng. Rồi xe tới đây là rồi chết máy luôn. Nước rất là dữ các bạn, coi xe đạp nè. Hết bánh xe luôn rồi. À, khúc này cao cao được chút. Các bạn kia giác bộ luôn. Ủa, tại chết máy hay giác bộ? Dạ à. Rồi anh này. Cái xe tay gà nó thấp quá các bạn. Xe số thì chạy được nè. Xe tay gà lộn đây là nó nằm luôn đây rồi. Rồi. Cho tới 3 chiếc. Rồi bên đây nữa. Mới khen xe tay ga, ô xe số chạy được mà giờ xe số nó cũng nín luôn rồi. Thấp thôi. Các bạn thấy tưởng ra xe chạy ở dưới sông nha các bạn. Hết hồn chưa? Lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh này nha các bạn. Có hổm là nước mưa, còn đây là nước mưa với triều cường. Nhưng mà theo mình nghĩ đây là giờ là triều cường luôn các bạn. Đây mình thấy ở dưới đang nước đang bật lên. Rồi, có xe buýt đây. Xe buýt lội nước. Quá trời nước luôn. Ô tô cao cao mấy bánh cao vô được rồi. Đi dưới cái biển luôn bạn. Xe chạy sóng đánh quá chừng luôn. Đang ai chạy yếu yếu là hồi ngã luôn á. Ngồi quay hồi ướt chìm nhẹp hết trơn.
Nãy giờ thấy xe bự không, xe ô tô không dám đi đường này. Người dân người ta cũng biết rồi. Đây là chiếc xe chở xe công nhân hay gì hay xe du lịch à. Xe bự chạy được mà, có ô tô không chạy được thôi. Ô tô 4 chỗ 7 chỗ không nên đi đường này. Nói nãy giờ không thấy chiếc ô tô nào vô hết trơn. Ô tô này chắc cũng người địa phương mà, địa phương ta mới dám chạy. À nãy giờ mình để ý mấy cái bồn qua, bồn qua thấy nước càng ngày nó càng dâng cao lên nữa. Hồi nãy thì thấy nó thấp thấp thôi. Đây ai cũng đang nhè vậy nha các bạn. À, các hình ảnh các bạn đang nhìn thấy đó chính là triều cường giữa tháng 9 các bạn, giữa tháng 9 âm lịch tại đường Sinco của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. À, ngày hôm nay là rằm, chưa phải là đỉnh triều các bạn, chưa phải là đỉnh triều đâu. À, các bạn có thể thấy nước ở đây kinh khủng như thế này. Đây là đoạn này mình chạy xe được các bạn. À, đoạn bên ngoài nãy chạy xe không được nên mình đi bộ. Đoạn này nó đỡ đỡ hơn. À, ngay giữa là ngay cống các bạn. Mọi người để cái ghế để cảnh báo. Đây thấy nước có chảy các bạn, này chắc đang chảy lên quá, nước đang dâng lên. Phía trước là đường Sinco đi thẳng ra đường Kinh Dương Dương, nhưng mà nghe nói là cái chỗ đó nước nó ngập rất là sâu. Thôi giờ quay trở lại đường bên đây các bạn. Anh đã về đường Tên Lửa.
đang lên rồi đó. Hệ cống đang bật lên này. Cái này thấy cái cống ở đây mà cái lỗ nằm ở đó. Giờ nước ngập quá trời luôn, mai đi luôn ạ. Đường số 34, khu vực này là khu đối diện siêu thị An Bình Tân. Đường nào cũng có nước. Đi ra đường Trần Văn Dào và đường 7 không có đỡ hơn không? Cao cao hơn được chút xíu nè. Đưa cân lửa nha bạn. Thank you.
Video vừa rồi mình cũng đã chia sẻ với các bạn một số hình ảnh của trận ngập lụt do nước mưa và triều cường tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và video này mình cũng dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.